Làm bánh mì muối ớt bằng nồi chiên không dầu không ngờ lại dễ đến thế, siêu nhanh gọn lẹ mà lại còn ngon như ngoài hàng nữa chứ. Nguyên liệu thì cũng đơn giản thôi, chúng ta cần một cái bánh mì từ ngày hôm trước, xúc xích, hành lá, tương ớt, mayonnaise với cả sa tế tôm. À nếu mà có bơ hay là một ít ruốc nữa thì sẽ càng ngon nha. Lọ ruốc thịt với tôm của mẹ ngon quá, sắp hết sạch xanh xanh rồi, hôm nay vét nốt. Giờ thì chúng ta sẽ đi sơ chế nhanh các nguyên liệu, ví dụ như là hành lá thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra như thế này. Còn xúc xích thì mình bóc ra thôi, nhưng mà ở đây có bác nào thấy cái bước này nó cực kỳ tâm linh giống tôi không? Nó mà đứt một phát thì cũng hơi nhọc đấy Hồi nhỏ thì tôi toán bóc xúc xích bằng răng thôi Nhưng mà lớn lên một chút thì cũng phải tém tém lại Để bảo vệ sự an toàn cho bộ nhá để về ra con dùng chứ He <laughs> he mẹ tôi mới mua mấy lạng giòn là tôi cũng bỏ ra quất luôn Càng nhiều topping thì càng ngon Nên là nhà có gì thì mọi người dùng đấy Và vì xúc xích đã thái lát rồi Nên là giò mình sẽ thái sợi Tiếp theo sẽ là bước pha sốt sa tế để quét lên bánh mì Chúng ta sẽ cần hai muỗng sa tế với lại một thìa cà phê súp và đừng hỏi là vì sao bánh mì muối ớt mà lại cho súp đấy là bởi vì nhà tôi hết muối rồi các bác thông cảm nha đấy xong cho thêm một thìa cà phê đường rồi ai thích ăn béo nữa thì cho thêm khoảng hai thìa bơ bật bếp rồi khuấy đều khuấy đều khuấy đều cho chúng nó tan chảy vào nhau ấy quyện lại rồi thì pít cho thêm hành lá nhưng mà lại quên mất là không quay cái đoạn cho hành lá nên là bây giờ đang cho một ít vào là màu nè đảo đảo thêm một chút xíu nữa nó lăn tan rồi thì mình tắt bếp thôi làm xong được cái bước này là tôi bắt đầu thấy tràn trề hy vọng rồi đấy bởi vì sao bởi vì đây là lần đầu tiên mà tôi làm thử bánh mì nướng muối ớt nếu mà nó thành công nữa thì có ăn gì bằng đối với bánh mì thì mình nên mua mới từ hôm trước sau đó để tới hôm nay làm thì nó sẽ dai và ngon hơn nhiều Hoặc cũng có thể là nhà bạn nào bị thừa bánh mì không ăn hết thì tận dụng làm món này cũng khá là hay ho Như trên hình thì mọi người đã thấy mình cán dẹp bánh mì ra sau đó xịt một ít nước vào để tí nữa nướng thì sẽ không bị khô Xịt một lớp rồi thì lại cán thêm một lần nữa để cho nước nó thấm ở bên trong Bánh mì đã sẵn sàng rồi, sốt sa tê cũng đã sẵn sàng rồi, giờ cho chúng nó âu yếm nhau với mọi người ạ Phết thật đều thật đều cái mặt bên trên trước nhá Trước lúc ấy thì mình nên làm nóng nồi trên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 10 phút sau đó lấy giấy nến và cho bánh mì vào nướng thôi. Mình sẽ nướng nướng mặt đầu tiên ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 4 phút sau đó bỏ ra lật ngược lại phết một lớp sốt sa tế nữa lên rồi lại cho vào nướng tiếp lần hai lần hai thì mình cũng làm tương tự như lần một vậy nướng trong tầm 4 phút nha khúc này là mình bỏ ra được rồi sau đó phết nốt chỗ sa tế còn thừa lên trên cho nó óng ả à, đẹp mắt cũng gần gần xong rồi đấy giờ thì tôi sẽ cắt nhỏ nhỏ miếng bánh mì ra để tí nữa cho nó dễ gắp hơn bắt đầu cho từng lớp từng lớp topping lên nè đầu tiên là giò kế đó thì sẽ là xúc xích ban đầu định cho cả hai cái mà tôi vừa nãy cắt vào cơ nhưng mà có vẻ như là không đủ rồi trong phần sa tế là đã có sẵn cái ớt cay cay rồi đấy nên là bạn nào không ăn cay được nữa thì đừng cho thêm tương ớt nha thay vào đó thì hãy xịt thật đẫm thật đẫm mayonnaise lên nè để co dăm ba cái cộng hành lá vào nữa cho xinh với có tí màu sắc và ten 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 đây là thành quả món bánh mì nướng muối ớt của pit nướng bằng nồi chiên không dầu làm không tới 15 phút luôn ý vỏ bánh mì có màu nâu vàng óng siêu hấp dẫn bên ngoài thì giòn rụm bên trong thì không hề bị khô tí nào nướng ra một cái là nóng hổi thơm lưng mùi sa tế khi ăn sẽ có vị hơi cay cay một chút xíu kết hợp với các loại Nhân rồi các loại sốt như là mayo các thứ nữa Trời ơi siêu đẫm thì ta cứ phải gọi là nhức cái nách Nói chung là món này siêu siêu dễ làm Mà lại nhanh nữa Nên là có gì mọi người cùng làm thử với Pete nha Mọi người ơi tất cả đồ hay ho Pete mua đều để dưới comment nè Còn nữa đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha